Về khoảng chơi những con tướng vô dụng thì mình xin nhận thầy Ballet. Còn sau trận đấu này thì anh sẽ đánh cho thầy Ballet. Thầy Ballet, cho tôi thằng Jim Boy thôi. Cho tôi thằng Jim Boy rồi thằng Stai với thằng Jim tuổi với tôi. Tôi quýnh cho nó lết. Ballet, Ballet. Mà có thầy ba cho mày lết đó, chứ ở đó mà Ballet. You sit, chat, talk, yes. Gãy đi chờ chi. Này này. Sau khi thay đổi cách vận hành thì việc mà tuyển thủ và huấn luyện viên đã trở nên khăng khít hơn và đi đến mục đích chung. Và điều quan trọng hơn hết đó là một sự bổ sung của huấn luyện viên bán cây. Anh ta đã chữa lành tâm hồn của SE. Mình thấy ban huấn luyện của SE hiện tại đang rất là chật chội. Một huấn luyện viên trưởng, 2-3 phân tích viên, nguyên một cái tổ va, bây giờ lại còn thêm một huấn luyện viên tưới cây nữa. Gì vậy? Rồi cái tổ va liên quan gì tới cái ban huấn luyện? Cái tổ va liên quan gì tới ban huấn luyện? Ê, thằng Hankai hình như nó đang va cái tổ va của tôi đúng không rồi? Cái này là nó cố tình nó va cái tổ va của tôi đúng không rồi? Nó đi va với lại tổ va. Thằng này gan mày. Thằng này gan. Trong khi cái tổ va nó cũng chả liên quan gì tới cái ban huấn luyện của FPTC mà nó đem đưa cái tổ ba của tôi vào cuộc. Wow. Ghi lê đồ ha. Bảnh ha. Bạn bảnh. Ừ, bạn khá bảnh đấy. Bạn khá bảnh đấy. Người chị ghi ra chơi game cách được 4 năm. Đang chị mình 1001 cách. Để chị anh ta chơi game lại từ đầu. Kia 21 thì anh ấy thôi. Người chỉ Kia ra chơi game cách đây 4 năm. Chẳng lẽ đang nói là dế? Hay là tiếng này cool? Ê, ê, tính ra là ông, tôi xác nhận lại nha, là ông nị không chỉ cho giới chơi game nha, không chỉ, ủa không chỉ cho kia, ờ, à, có chỉ cho kia ra, nhầm, có chỉ cho kia ra nha, tôi nói lộn là giới, chắc là ông nị rồi, chắc là thằng bán cây rồi, tôi tưởng là giới mọi người à, tôi lỡ, để chị ghi ra, chơi game cách được 4 năm, đang chị mình 1001 cách, để chị anh ta chơi game lại từ đầu. Kia 21 thì anh nị có thể biết. Chứ còn Kia 23 thì em chỉ khỏi hỏi anh này một câu thôi. Sang đá như tiền rồi nè. À, mình thấy Kia ra siêu hơi nhiều cũng hơi mệt. Thì để thầy răng hát cho lên ghế của mình. Mình thấy em bơ rồi fan trung thành của MU. Vì vậy lối chơi mà anh ta học được chắc chắn là từ Harry Maguire. Anh trưởng tao mà nó đeo nhau nó la mọi người ơi. Wow, tụi con này giờ nó gan dữ vậy. Mình nhìn mặt anh Trưởng nhìn ghét nữa. Anh Trưởng không biết khi nào cút khỏi mà ôi. Để em biết nữa. Với phong độ hiện tại của tụi mình thì Gam cần ít nhất 5 Levi thì may ra mới có cửa trong trận đấu sắp tới. Ghê rồi. Còn 1 Levi thì no do. Ok. Gam được là team SE quay chat talk ở nhà. Đến việc quay chat talk mà không dám đến đây thì làm sao mà có đủ can đảm đối đầu với Gam đây. Và gần đây Levi được biết đến là anh Khánh đi bộ vuốt râu nice, cho nên trong trận đấu sắp tới em sẽ khiến anh Khánh phải chạy để bắt kịp cái nhịp của em. Nếu mà em Khải nói vậy thì trận này anh sẽ không đi bộ nữa. Tụi em bế anh ha. Ao trình nha. Chắc đó bên Gam có vẻ ao trình nha. Hơi ao đó. Khả năng chơi pháp sư của Gatti rất hay vì anh ta có khả năng ở studio nhưng có thể biến viên Gatti của Gam thành cánh thư viện. Nhìn hành trình SE năm nay là mình nhớ tới cuốn truyện Doraemon ngày xưa mình hay đọc. Cuộc phiêu lưu đến xứ 3-4. Đối thủ lớn nhất của mình chính là mình hồi còn trẻ. Các biến lan khác ở VCS mình chưa để tâm lắm. Gatti hay Nogu đều không khác gì hạt thóc trong mắt mình cả. Con trai địa nên nhớ lời cáo bố ở đây. Tại vì con gà muốn gáy
thì phải canh ba. Ao trình nha, riêng chưa tính hai đội gặp nhau, nhưng mà tính về cái chat talk từ nãy tới giờ là 3 phút thì 2 phút mấy rồi, game nó ao trình mọi người à, nó ao trình. Quá thất vọng vì những con gà này, đã gọi là gà gáy. Và style nghĩa là phong cách của em ấy khi đi đường với mình chỉ farm từ hòa đến thua thôi, còn trong cơm bát thì tầm đó làm hết. AD phát mạng SE ngoài xì lê đơ ra thì không thể đặt niềm tin vào ai nữa, nhưng mà sau trận đấu này thì mình sẽ biến FPTC thành xì lê đơ báo tất cả. Sau trận này video tiếp theo của tụi mình sẽ lên là những lần chiến thắng nhờ Tinder. Gam thì trận này chỉ cần dạo chơi thôi cũng win, vì đi lang thang trong sân bắt con gà. Ở lượt đi dù phong độ mình không được cao nhưng style và Jin đi lên với mình cũng chỉ ôm trụ và chờ team gánh thôi. Còn hiện tại thì phong độ mình đã cao rồi, cho nên là trận đấu này kết quả cũng rõ rồi. 2-0 cho SE. Gam đánh với SE chẳng khác gì đánh với Slider và 4 cái mic. Trong trận đấu này mình sẽ biến Slider thành cái mic thứ 5. Gam chủ tới đây cũng đã là tốt lắm rồi, đã đến lúc Gam phải mất Jin. Về khoảng chơi những con tướng vô dụng thì mình xin nhận thầy Ballet. Còn sau trận đấu này thì Gam sẽ đánh cho thầy Ballet. Thầy ba lớp. Mình xin nhận thầy ba lớp. Còn sau trận đấu này thì Gam sẽ đánh cho thầy ba lớp. Thưa tôi quýnh cho mày lớp biết bao nhiêu trận rồi Duyên ơi. 269 Duyên vô dự bị, ô vô đánh thay thằng Celeb Priority. Quýnh cho nhất người lớp biết bao nhiêu rồi. Mà nó đầu quýnh cho thầy ba lết, ngay cả thời điểm bây giờ tôi mà vô tôi đánh support, tôi ỉa lên đầu thằng Jim được. Tôi vẫn cho nó chim cút được mọi người à. Riêng về cái khoản support, ok chưa? Riêng, không phải là riêng khoản support nữa, riêng về cái đường boss. Riêng về cái đường boss tôi tự tin luôn. Cho tôi thằng Jin Boy thôi. Cho tôi thằng Jin Boy rồi thằng Stai với thằng Jin tụi với tôi. Tôi quýnh cho nó lết. Ba lết, ba lết. Mà có thầy ba cho mày lết chứ đó mà ba lết. Mua.